Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm bình hoa xoay tròn để trên bàn. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Nguyên liệu hôm nay của chúng ta gồm có hoa hồng dâu kem, hoa hồng hột gà, lá tê lừa, lá bạch đàn. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ canh cái chiều cao của cái bình hoa với cái dáng xoay tròn đều. Mà các bạn cắm càng cao thì cái lượng hoa các bạn tiêu thụ càng nhiều. Ở cái bình này chiều cao mình cắm tầm khoảng 15 cm. Để chúng ta cắm được cái bình hoa này thì các bạn sẽ cố định cho mình 4 góc. Các bạn nên nhớ chiều cao của chúng ta là nó gần bằng nhau nha. Trên nguyên tắc hoa xoay tròn thì các bạn muốn nó tròn thì nó phải gần bằng nhau cái chiều cao, cái chiều dài của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phần hoa để chúng ta nối tất cả các điểm này lại với nhau. Các bạn có thể nối theo cái chiều như thế này cũng được. Hoặc là chúng ta nối đều tất cả các điểm lại với nhau như thế này. Vì cái bình hoa này của mình nhỏ cho nên mình tiêu tốn cái lượng hoa nó không quá nhiều để cho làm cho cái bình hoa của mình nó tròn. Nhưng mà nếu như các bạn cắm những cái bình hoa lớn thì các bạn sẽ cắm nó theo thứ tự như thế này cho mình nha. Các bạn tưởng tượng đây là cây đầu tiên mình cắm vào. 4 cây chúng ta sẽ cắm ở 4 góc. 1 góc, 2 góc, 3 góc và 4 góc. Tiếp theo các bạn muốn nối tất cả các điểm này lại với nhau, chúng ta sẽ nối nó thành 2 trục. Trục thứ nhất sẽ nối từ hoa này tới hoa này, tức là các bạn sẽ cắm vị trí hoa như sau: 1, 2, 3 để đi xuống đây. Chúng ta sẽ có tương tự ở trục bên đây, đó là trục ngang. Còn trục dọc chúng ta sẽ có cái hoa tâm điểm, sau đó cắm 1, 2, 3 và 4. Chúng ta sẽ nối liền tất cả các hoa này lại với nhau. Sau khi chúng ta đã có được 2 trục thì chúng ta sẽ nối ở những cái hoa vào những vị trí trống còn lại đang xen cho tới khi cái bình hoa nó tròn. Đó. Về cấu trúc xoay hoa xoay tròn thì các bạn sẽ cắm như vậy. Cái bình hoa này của mình cắm nó nhỏ cho nên là nó sẽ không tiêu tốn quá nhiều loại hoa, Để cho các bạn dễ hình, để dễ xem và dễ hình dung, mình sẽ sử dụng cái bàn xoay. Bây giờ mình sẽ nối tất cả các điểm hoa này lại với nhau. Xoay tròn thì nó có nhiều dạng hoa xoay tròn. Xoay tròn thấp, xoay tròn cao, xoay tròn đều. Nó có nhiều dạng hoa xoay tròn. Cái dạng mà mình đang cắm ở đây nó là dạng xoay tròn thấp. Thì nó phù hợp để trên cái bàn tiệc hoặc là chúng ta để ở trong phòng.
Sau đó mình sẽ thêm phần lá tai lừa vào. Để các bạn được xem nó đã hơn và hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc xoay tròn này á, thì là lần sau mình sẽ làm một cái hộp hoa sinh nhật cắm dạng xoay tròn, rồi giỏ hoa sinh nhật cắm dạng xoay tròn, để cho các bạn được xem nó thích hơn. Cái đường hoa mà mình cắm vào nó sẽ cao và nhìn cái bố cục chia nó rõ ràng hơn. Như lúc nãy thì mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi đó. Nếu như các bạn nào mà nghe qua về cái phần chia sẻ của mình là về cái trục hoa, thì các bạn cứ cắm theo cái dáng đó là nó ok. Ngày hôm nào mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn nó rõ ràng hơn. Các bạn thấy là mình cắm hoa, mình nhét hoa vào rất là sâu để mình đảm bảo là cái hoa của mình nó được sống lâu nhất có thể. Cái phần lá tai lừa này vào á, nó làm cho cái bình hoa của mình á, nó nhẹ đi một tông và nó dịu dàng hơn, nó đẹp hơn. À, như vậy là cũng là ổn rồi. Còn nếu như các bạn nào mà cảm thấy là nó thích nó tự nhiên hơn, nó hoang dại hơn, dân dã hơn tí, thì các bạn có thể điểm thêm cái lá bạch đàn giống như mình ở đây. Cái phần lá nào mà nó sâu quá thì các bạn tỉa nhẹ nó đi. Ở đây mình có hoa BB cotton.
cái hoa này cái bông của nó trắng mút à, mà nó lại to à. Mình sẽ điểm nó vào trong bình hoa. Như là bình hoa của mình đã hoàn thiện rồi. Rất là dễ làm đúng không các bạn? Cái bình hoa này thì các bạn có thể cắm và để nó trên bàn uống khách, bàn khách uống nước á. Rất là dễ thương. Lâu lâu khi nào mà có khách ghé nhà chơi, chúng ta sẽ sửa soạn cái bình hoa để chúng ta cắm. Các bạn có thể cắm cái dáng hoa này trên cái bình uống trà cổ cũng được. Các bạn kiếm một cái bình trà, nước trà đó, sau đó các bạn cắm lên, chúng ta để trang trí trên cái bàn uống nước cũng rất là dễ thương. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.